Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp tục bài số 3, Unit 3 at home. Section A, what a lovely home. Now open your books, page 29. Giờ chúng ta mở sách ra ở trang số 29 nha cô nha. Trước khi vô bài, chúng ta sẽ có vài từ mới. Các bạn mở tập ra và ghi bài với cô nha. Nhớ ghi từ, loại từ và nghĩa tiếng Việt cho cô. Bài này hơi nhiều từ chút xíu nha các bạn. Từ thứ nhất chúng ta sẽ gặp trong bài đó là từ awful. Awful, awful. Đồng nghĩa với nó là terrible, terrible, terrible. Và nghĩa tiếng Việt là kinh khủng, tồi tệ. What an awful day. Một ngày thiệt là tồi tệ làm sao. Now, comfortable. 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 Thoải mái, dễ chịu ha các con ha. Rồi, và cái từ này nó có từ trái nghĩa các bạn. Trái nghĩa của nó là uncomfortable. Như vậy thì mình có thể đoán ra nghĩa của nó là không thoải mái. Uncomfortable. Uncomfortable. Từ tiếp theo đó là bright. 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 Sáng ha. What a bright room. Căn phòng thiệt là sáng làm sao. What a bright room. Bright. Sáng. Rest. 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 Phần còn lại. Modern. 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 Hiện đại ha. Modern. Hiện đại. Amazing. 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 Đáng ngạc nhiên. What an amazing kitchen. Oh, cái nhà bếp sao mà thiệt là đáng ngạc nhiên. It has everything. Nó có mọi thứ đi ha. Amazing. Đáng ngạc nhiên. Washing machine. À, cái này thì bây giờ chắc nhà nào cũng có ha. Cái này. Washing machine. Máy giặt. À, rất tiện cho chúng ta. Washing machine, máy giặt. Now repeat, washing machine. Rồi, các bạn chép hết từ vào và ráng tập đọc ở nhà nha các bạn. Tub, 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 bồn tắm. Dryer, 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 máy sấy. Refrigerator, refrigerator. Refrigerator, tủ lạnh. Và cái từ này có từ đồng nghĩa các bạn. Fridge, fridge cũng là tủ lạnh ha. Fridge. Dishwasher, dishwasher, máy rửa bát đĩa. Dishwasher, dishwasher. Electric stove, electric stove. Stove là cái bếp ha. Electric là điện. Electric stove, bếp điện. Convenient, convenient. À, trong nhà bếp mà có rất là nhiều thiết bị thì nó sao các bạn? Nó rất là convenient. It's very convenient. Convenient là một tính từ và có nghĩa là tiện lợi. Tiện lợi. Và chúng ta có từ trái nghĩa với nó nè. Inconvenient. Inconvenient. Và đương nhiên nó có nghĩa là không tiện lợi, bất tiện ha. Inconvenient. Inconvenient. Lovely. What a lovely home. À, ngôi nhà thiệt là đáng yêu làm sao. Ngay cái tựa bài của chúng ta ha. Lovely tính từ có nghĩa là đáng yêu. Ok. Rồi các bạn nhớ chép hết từ vào và ráng ở nhà chúng ta tự luyện đọc cho cô nha. What a great idea. À, đó là một ý kiến thiệt là tuyệt vời. What a great idea. A great idea. Các bạn chú ý cái ngữ điệu của nó ha. Đây là một câu. What a great idea. Cô cảm thán chứ phải đưa cái tình cảm mình vào cho nó. What a great idea. Thật là ý kiến tuyệt vời. Ok, now write down. Now listen to the conversation between Hua and Lan. Let's listen. Unit 3, at home. A, what a lovely home. 1,
listen, then practice with a partner. What an awful day. You must be cold, Len. Come in and have a seat. That armchair is comfortable. Thanks. What a lovely living room. Where are your uncle and aunt? My uncle is at work, and my aunt is shopping. Would you like some tea? No, thanks. I'm fine. Okay, come and see my room. What a bright room! And what nice colors! Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house? Of course. This is the bathroom. What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub, and a shower. Yes, it's very modern. Now come and look at the kitchen. You'll love it. Wow! What an amazing kitchen! It has everything. Washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove. Yes, it's very convenient. How about a drink, Len? Like some orange juice? What a great idea! I'd love some. Okay, now look at this conversation between Hoa and Lan. Bây giờ chúng ta coi lại cái bài hội thoại giữa bạn Hoa và bạn Lan ha. Hai bạn nói những gì nãy giờ chúng ta có nghe được không nè? Nào Hoa, các bạn cầm viết lên cho cô nha. Có những chỗ nào cần quan trọng, cô yêu cầu các bạn gạch dưới cho cô ha. What an awful day. Đây là câu cảm thán nha các bạn. À, bước vô là bạn Hoa bảo là một ngày hôm nay thiệt là khủng khiếp, là sao? You must be cold, Lan. Come in and have a seat. Ok, now underline have a seat. Các bạn gạch dưới cho cô chữ have a seat ha. Seat ở đây là danh từ nha các bạn. Danh từ have a seat. Mời vào và ngồi đi nè. Have a seat. That armchair is comfortable. À, như nãy cô nói comfortable là thoải mái ha. That armchair is comfortable. Thanks, what a lovely living room. Trong bài này các bạn mình dùng những câu cảm thán để biểu lộ cảm xúc rất là nhiều. Các bạn gạch dưới cho cô những câu cảm thán của nó nè. Câu thứ nhất là what an awful day, mình đã gặp rồi. Câu thứ hai bây giờ là what a lovely living room. Chúng ta gạch dưới những câu cảm thán này để một hồi cùng với cô rút ra một cái nguyên tắc chung khi viết, muốn viết một câu cảm thán sẽ như thế nào nha. What a lovely living room. À, phòng khách thiệt là đáng yêu là sao? Where are your uncle and aunt? My uncle is at work. Now underline at work. Các bạn gạch dưới cho cô chữ at work. Nhớ work đi với at có nghĩa là đang đi làm ha, đang làm việc ha. Chú tôi thì đang đi làm. And my aunt is shopping. Còn dì của tôi thì đi đâu nè? Mua sắm ha. Would you like some tea? À, bạn Hoa mời bạn Lan uống nước. À, bạn Lan cố không nè? No thanks, I'm fine. Từ chối, không, cảm ơn, tôi ổn rồi, khỏe rồi. Ok, come and see my room. Và tiếp theo bạn Hoa mời bạn Lan đi xem phòng của mình. Và bước vào phòng của bạn Hoa, bạn Lan thốt lên thêm một câu cảm thán nữa. What a bright room. Oh, căn phòng thiệt là sáng làm sao. What a bright room. And what nice colors. Khen thêm cái màu sắc nữa các bạn. Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house? Of course. À, giờ bạn Lan còn muốn xem thêm một cái phòng của cái ngôi nhà còn lại của ngôi nhà này nữa. Và dĩ nhiên là bạn Hoa đồng. Rồi, bước vô cái phòng gì đây các bạn? This is the bathroom. Phòng gì? À, chính là phòng tắm ha. This is the bathroom. Rồi, khen không? Khen tiếp. Nãy giờ là phòng nào bạn Lan cũng khen hết thôi. What a beautiful bathroom. Rồi gạch dưới thêm một câu cảm thán nữa nè. What a beautiful bathroom. It has a sink, a tub, and a shower. Oh, cái nhà tắm này phải rộng lắm mới có được cái bồn rửa tay nè, rồi cái bồn tắm nè, rồi cái vòi sen nè. Ha, nhà tắm phải rộng lắm mới để được cái bồn tắm đúng không các bạn? Yes, it's very modern. Nó rất là sao các bạn? Hiện đại. Now come and look at the kitchen. You love it. Wow, what an amazing kitchen. Rồi, thêm một câu cảm thán nữa. Khen tiếp cái nhà bếp. Nhà bếp thiệt là đáng ngạc nhiên làm sao. It has everything. Washing machine,
dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove. Ok, nhà đẹp quá, hiện đại quá, cái gì cũng có đúng không các con? Yes, it's very convenient. How about drink Lan? Giờ uống nước không Lan? Nãy giờ khen nhiều quá, các bạn nghĩ bạn Lan uống không? Lúc đầu ta mời không uống, giờ khen nhiều quá mệt rồi, khát rồi. Đúng không? Would you like some orange juice? What a great idea. I love some. Thiệt là cái tuyệt vời, tôi muốn một ít. Khen nhiều quá mệt rồi, phải uống nước rồi đúng không các bạn? What a great idea. Lại thêm một câu cảm thán. À, đó là nội dung của bài hội thoại. Sau khi hiểu hết bài, chúng ta sẽ giải quyết cái bài tập trả lời câu hỏi bên dưới. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi bên dưới, cô và các bạn sẽ rút ra một cái cấu trúc, một cái nguyên tắc chung để viết được câu cảm thán. Từ hồi nãy giờ chúng ta thấy nè, bạn Lan dùng rất rất là nhiều câu cảm thán. Như vậy để viết được những cái câu này, chúng ta sẽ làm như thế. Ok. Now notes. Lưu ý ha. Write exclamation. Viết câu cảm thán nha các bạn ha. Là cô cho các bạn xem một số ví dụ sau đây, chúng ta sẽ rút ra được công thức, nó rất là dễ thôi ha. Very easy. Example 1. What a lovely home. What a lovely home. Rồi các bạn nhìn thấy nè, để viết được một câu cảm thán thì bắt đầu chúng ta sẽ dùng từ what. Nhưng từ what này nó hoàn toàn không có nghĩa là cái gì nha các bạn. Nó không phải là từ để hỏi, nó không phải là một cái WH question nữa, không phải là từ để hỏi nữa. À, mà nó để viết thành câu cảm thán người ta dùng đó thôi. Và dịch ra là ngôi nhà thiệt là đáng yêu làm sao. Và cuối câu nhớ, bởi vì nó không phải là câu hỏi, thành ra chúng ta không dùng dấu chấm hỏi cho nó, mà phải dùng dấu chấm than, dấu chấm cảm. Ok. Now number 2. What an expensive dress. À, cái đầm thì mắc làm sao. What an expensive dress. Expensive là đắt ha. What an expensive dress. Cái đầm thì đắt làm sao. Đây là mình biểu lộ một cái cảm xúc của mình khi mình đánh giá cái đồ vật này đó, mắc hay rẻ đúng không? What an expensive dress. Ok, now number 3. What clever students. À, những học sinh này thiệt là thông minh làm sao ha. What clever students. Number 4. What awful weather. À, thời tiết thì sao? Khủng khiếp làm sao? Tồi tệ làm sao? Rồi, chúng ta quan sát những cái câu này rồi. Giờ chúng ta cùng rút ra công thức với cô này. Các bạn thấy đầu tiên để viết được câu cảm thán, chúng ta phải có từ what. Rồi sau what là a hoặc là an. Khi nào dùng a, khi nào dùng an thì năm lớp 6 chúng ta đã dùng rất là nhiều rồi, làm bài tập cũng nhiều rồi, phải nhớ ha. Nhắc lại chút xíu nè. A đứng trước một âm phụ âm. An đứng trước một âm nguyên âm. Nhớ nha. A đứng trước một âm phụ âm và an đứng trước một âm nguyên âm. Rồi, sao an là một tính từ nè các bạn. ADJ chính là tính từ. Tính từ chính là chữ trong hai câu, câu 1, câu 2, câu ví dụ chính là chữ lovely and expensive. Rồi, sao tính từ chính là cái đồ vật mà mình muốn biểu lộ cảm xúc về nó đó. Ở đây câu 1 chính là chữ home và câu 2 chính là chữ dress. Các bạn thấy rõ không? Rồi, cho câu hỏi nè. Tại sao trong công thức này cô lại đóng ngoặc mở ngoặc chữ an? Khi các bạn thấy công thức mà người ta viết mà ta đóng ngoặc lại, có nghĩa là lúc có lúc không cái từ đó, đúng không? Như vậy thì cô đóng ngoặc mở ngoặc an có nghĩa là trong câu cảm thán không phải lúc nào cũng có an hoặc an, mà lúc có lúc không. Vậy thì làm sao chúng ta biết được khi nào cần an, khi nào không cần an? Các bạn quan sát câu thứ ba nha, câu ví dụ thứ ba. Câu ví dụ thứ ba các bạn thấy người ta có dùng an không nè? Whatever students. Không có, thấy chưa? Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao trong câu 3 lại không dùng an? Các bạn nhìn nhìn câu chữ students nha. Students ở đây là số ít hay số nhiều? Có S, chắc chắn là số nhiều. Như vậy thì an chỉ đi với danh từ đếm được ở số ít. Còn nếu nó là danh từ số nhiều, chúng ta không cần dùng an. Vậy thì quan sát cho cô, nếu cái danh từ đó thuộc số nhiều đếm được, bỏ an đi, không dùng an nữa, được không nào? Dễ ha. Rồi câu số 4. Câu số 4. What awful weather. Cô ơi, weather không có S nè cô, số ít nè cô, tại sao không có an cô? Chúng ta quan sát nha. Chúng ta thấy chữ weather nè các bạn. Weather nó không có S, nhưng nó thuộc danh từ không đếm được. Và đã là danh từ không đếm được thì đương nhiên có S rồi.
Vậy thì aren't cũng không đi với danh từ không đếm được. Nhớ nha. Rút lại, chúng ta chỉ dùng aren't khi nó là danh từ đếm được ở số ít. Còn nếu nó là danh từ số nhiều hoặc là danh từ không đếm được, chúng ta không được dùng aren't. Kỹ cái điều này giùm cô đó, chỗ đóng bằng mẫu ạ. Cô sẽ ghi chú lại hết những cái này trong phần tiếp theo ha. Bây giờ các bạn chỉ cần nắm cho cô cái công thức chung như vậy thôi. Rồi, chúng ta đã biết sơ về câu cảm thán rồi ha, và đã hiểu bài rồi. Bây giờ chúng ta có thể trả lời câu hỏi ở trang 30 cho cô nè. Now answer the questions page 30. Chúng ta mở sách trang 30 ra cho cô. Now sentence 8. Which room do Hoa and Lan talk about? À, từ nãy giờ chúng ta đọc bài chúng ta thấy đó, bạn Hoa, bạn Lan nói về rất là nhiều phòng. Bây giờ mình có nhiệm vụ, mình trả lời giùm cô xem hai bạn đã nói về phòng nào, liệt kê ra hết nha. Rồi chúng ta tự trả lời trước ở nhà, rồi cô sẽ sửa đáp án coi chúng ta làm đúng hay không nha. Ráng phải tự làm trước nha, cho cô nha các bạn. Ok. À, đó là những cái phòng nào đây? The living room, Hoa's room, the bathroom and the kitchen. Kiểm lại coi phải không ha. Nếu phải đúng thì chúng ta ghi vào tập nha các bạn. Now B, why does Lan like Hoa's room? Tại sao bạn Lan lại thích phòng của bạn Hoa? Rồi kiếm lại cái ý coi, kiếm lại cái ý coi tại sao bạn ấy thích. Bạn ấy khen nhiều lắm á, nhưng phải cũng phải có lý do tại sao bạn ấy thích. Rồi tự trả lời trước đi ha, rồi giờ đáp án với cô nè. Rồi giờ hen. Because it is bright and it has nine colors, pink and white. Okay. Let's see. What is in the bathroom? Ờ, trong nhà tắm có cái gì? Rồi, lục lại bài đi ha. Có cái gì kể ra hết cho cô. Okay. Rồi, sau khi các bạn trả lời xong, giờ đáp án với cô này. A sink, a tub, and a shower. Đi. What is in the kitchen? Ồ, trong nhà bếp có gì các bạn? Nhiều lắm á. Cái nhà bếp này rất là hiện đại nè. Đọc thôi cô còn thấy mê nè. Ước gì nhà cũng có cái nhà bếp vậy đúng không các bạn? Quá trời thứ luôn. Cái gì cũng có, cần gì là có cái đó. Đó là cái nhà bếp mà là niềm mơ ước của các bà nội trợ đúng không các bạn? A washing machine, a dryer, a refrigerator, a dishwasher. Có luôn cái máy rửa chén nữa chứ. And an electric stove, cái bếp điện. Là bếp điện thì mình cũng có rồi nè. Tủ lạnh thì chắc ai cũng có, nhưng mà cái máy rửa chén là ở Việt Nam mình cũng còn hiếm đó ha. Nhà mà có được máy rửa chén là thích lắm. Họ phải rửa chén nè. Ok, now write down your notebook, viết vào tập nha các bạn. Now sentence E. Rồi bây giờ là hỏi tới mình nè. Cái này mình phải tự trả lời nè. How many rooms are there in your house or in your apartment? À, người ta hỏi mình là có bao nhiêu phòng ở nhà của mình nè, ở căn hộ của mình đang ở nè. Rồi cái này các bạn tự trả lời nha. Ví dụ mình có 4 phòng thì nó đi A4, có 5 đi A5, v.v. Này tự trả lời cho cô. F. What things are there in your room, in your kitchen, in your bathroom? À, có cái gì ở phòng của bạn nè? Nhà bếp nè, phòng tắm nè. Cái này cũng tự trả lời cho cô nha. Mình đã học từ rồi, ở nhà mình tự trả lời. These v.v. ha. Rồi sau khi trả lời xong, các bạn nhớ chép lại hết những câu trả lời này vào tập cho cô. Rồi phần A1 của chúng ta tiết này tới đây là hết ha. Các bạn nhớ về học từ vận nè, lên vocabulary. Quan trọng nhất là học từ vận ha. Answer the questions, trả lời lại hết những câu hỏi này vào trong tập cho cô nha. Nhớ có hai câu hỏi về bản thân mình đó, cũng trả lời đầy đủ hết cho cô. Now prepare unit 3 A2. Chuẩn bị cho cô bài số 3 A2. Rồi cô chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần A2 của bài số 3. Ok, now stop here, goodbye.